Rồi ờ, chào anh em nha <laughs> Bữa nay là 23 Tết rồi ha Cuối năm rồi nè Bưu điện nó đã giao ra cho mình nè Đây là anh em nhìn nè Đây là những gói hàng mà anh em cứ hát mắt Sao tôi đặt từng lễ 10 ngày mấy ngày Không có ai giao hàng cho tôi cho anh Đó không ai giao anh em mà nó nằm vậy nè Thấy không Đó còn đây là cái gói hàng mà 1.000 viên nè Đây là cái gói 1 ngàn viên ha Anh này anh mua là 5, 4 500 viên đó Rồi cái điện anh không mất máy đi không được ha rồi ảnh kêu một lần nữa mình anh lấy một ngàn viên rồi mình gửi một ngàn viên ảnh luôn đó rồi anh nói là không có ai điện cho anh giao trên đó mà sao đặt không ai giao đó không ai giao mà giờ nó điện nó trả đây nè nha rồi đây là những cái hàng nè đó trả đây đó rồi anh em không nhận hàng được cái tết này thì anh em cũng thông cảm như mình nha bu điện rất là cực nhân viên bu tá người ta làm việc cái người ta gửi hàng cho anh em là người ta gửi hàng cho anh em mà anh em biết tại sao mà người ta không đau được không Người ta cổng lên mình, mình một ngày mấy mấy trăm gói hàng Mà người ta giao không được á, là người ta điện cho anh em một lần hai lần là anh em không mất má là người ta bỏ người ta giao cái khác Tết rồi đồ Tết thì phải đồ bình thường đâu mà ta điện cho nên bữa này bữa kia Rồi anh em á Khắc mắc là đó ngày hắn mắc hoài luôn nói sao mà đặt uh, 10 ngày mấy ngày mà không ai nhận trên á Thấy lộ không có ai giao trên không ai điện thoại trên á À, trực cái máy hoài mắt 24 trên 24 vòng đó 24 trên 24 của anh em nè đó thì anh em nhìn cho mình nha gọi anh em không cảm như mình ha mình cũng không có trách móc ai trơn anh em ơi đó cuối năm người ta giao lại cho mình rồi đó là chuyển hoàng lại đó anh em thấy khủng khiếp không chuyển hoàng chuyển hoàng chuyển hoàng không luôn có anh em thấy không đó đây là hút thất thái nè anh em đặt mình đã đợi cái anh em đó anh em nói là cái trách hoài luôn anh em cứ nói là trời ơi, sao đặt hàng mà sao không, không ai giao 10 ngày mười mấy ngày mà mình nói có người ai điện anh không anh em anh em nói không có ai điện cho nên em trực máy trên 24 luôn đợi trong túi không bao giờ có người điện con nhỏ đó mình hay hãy cho anh em mình người làm cũng làm ăn cái máy của mình người ta còn điện khi mình còn nhỏ mình đâu có bắt máy được đâu anh em thấy không đó nó chỉ huống gì anh em mà người ta bên 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 bưu điện người ta giao hàng đó, là người, anh em điện người ta không có được người ta điện anh em anh em mất máy là người ta bỏ tôi đi người khác đó anh em cứ giận hờ anh em nói sao mà đặt lâu quá lâu quá hoài đó lâu của anh em nè đó thì giờ nó nằm ở đây nè đó bộ điện máy đưa mình đó anh em đặt đồ mà anh em đó ngày anh em cự người bán người gãi hẹn anh em hoài người ta điện anh em một lần á, là anh em không nhận không mất máy là người ta chuyển hoàng về đó anh em cũng không cảm về mình nha tết này anh em không có nhận hàng được đó thì anh em cũng không cảm ha anh em coi được cái clip này á, rồi là anh em sẽ hiểu lý do tại sao mà anh em nói là không có ai điện anh em trên nha đó anh em coi giùm mình nha nè chuyển hoàng ha chuyển hoàng chuyển hoàng không luôn đó là điện không nghe máy lý do mình không có lấy ra mình đưa ra đâu tại trong cuối năm rồi ha, anh em ha đó thì anh mà đang quay chú yếu Một đích cái mình quay cái clip này là cho anh em biết là anh em nhận anh em đặt hàng mà anh em không nhận được đó rồi anh thì anh em sẽ đã hiểu nha anh em nói là 10 ngày mười mấy ngày bảy cái ngày không có ai điện cho anh em trên đó. anh em cứ nói chuyện mình như là mơ với anh em cái điện thoại thì chứ mình để trên túi cỡ nào cỡ người ta điện mình cũng đâu có nghe máy được đâu mà bên bên người bu tá giao hàng là anh em điện người ta không bao giờ người ta anh em bắt máy người ta bắt máy được đâu người ta điện liên tục người này người kia người ta chạy hoài vậy đó anh em điện người ta đâu có nghe được đó rồi anh em nói là không có ai điện trực máy hoài luôn không có ai điện gọi cho anh em thì đó cái tết này anh em cũng không có hàng anh em chơi hú cái hiện này cũng không cảm đừng có trách hờn mình nó là ừ mình sao giao hàng mà đặt hàng không giao nha rồi cũng cái clip mình nói cho anh em hiểu vậy nha anh em